không có nựng nghe chưa? Thế đó. Sao không thẹn thùng ô chăng? Chưa có nghe. Rồi nghe rồi. Hả? Từ từ. Muốn nói thì muốn nghe ta nói. Phải đợi một xíu chứ. Sao? Phải nghĩ đẹp trai rồi. Muốn nói gì thì nói nha. Ta thích ta. Nghe tiếng hỏi nè. Đi. Chàng chẳng hay tên hỏi là chi. Quê quán thủ đô. Sao dám xếp thuộc sống tỏa sang đông phương. À, muốn biết tên họ của ta hả? Dạ. Muốn biết tên họ ta thì hãy kỳ cứ ngựa cho thật chắc. Rồi đi tôi nói tên ra là té xuống dưới lò bánh hỏng à. Biết mà té xuống dưới là có người ẩm thiếp liền chẳng an tâm. Ghen quá ha. Muốn biết tên của ta hả? Dạ. Nghe ta nói thì hết hồn nè. Ta là Cao Quốc Bảo, hoàng đế tương nghi của Tống Triều Dương Triệu Quốc Dẫn. Cao Quốc Bảo mà. Phải. Ý thị mà mày chạy dữ vậy? Nè, dù cho ta có ngang thàng hay là ý thị. Thôi nha, nói chuyện thôi không có nựng nghe chưa? Tự chàng đánh gần thiếp mà. Ta bắt trước nàng nói sao? Chàng nên nhớ nha, thiếp không thả lá sau lá trôi theo dòng ngữ. Thiếp không hết chim mà chim lại đến chiều đào. Thế thì bây giờ thuộc nữ đã gặp anh Hào, chàng đừng có bao giờ từ chối nha. Xê ra. Bây giờ chàng chưa phải là chồng thiếp, nhưng chắc chắn tương lai chàng sẽ là chồng của thiếp. Hay quá, ai chứng hả? Dạ bà chứng. Nói chuyện không có đem người đấng thiên cao gì đó vô vậy, vô chứ. Đây là cái đấng cao. Thôi, nè, tập thích tập phá đó, đang làm gì được ta chứ? Phải nàng là người lập bản chi phu tên là Lương Kim Đính đó phải. Thị cũng xinh đẹp vậy mà, đúng không? Ủa đẹp như vậy mà bị ế hả? Không ai cưới hay sao mà lập bản chi phu ra mà giữa đường giữa xá vậy? Ở đây không phải là người ta ế, nhưng mà là do duyên tiền định. Số mẫu đà băng phán, thiếp thích chàng có duyên nợ tiền khiên. Cho nên thiếp phải chọn đúng là chàng. Và chàng không bao giờ vượt khỏi bàn tay của thiếp. Hay cho nên chàng phải nhớ, chàng đừng chớ nên lời cử tuyệt. Nếu mà chàng á, mà hợp ứng thiếp á, là chàng cãi lại lĩnh của trời cao. Chàng phải biết một điều á là... Thế nào? Gan quá hả? Nè, thôi đi, chớ buông lời à, nơi đây đừng mong lắng nơi bước bóng thiêu đùa. Hãy cùng ta vào đông nơi này cho biết so tài cao, anh hùng sông pha xa trường chiến quân tàn giã. Bao người em ta thành phương bài cho cương. Thank you.
thắng ta đi rồi hỏi nói chuyện. Thân nhi nữ như vậy mà đòi đánh với trang nam như hảo hán hả? Chàng đánh nè. Phải. Được. Vậy thì thiếp sẽ đánh cho chàng tan má phấn. Đánh cho chàng lớn hô sơn. Còn ta đánh cho nàng manh giác không còn. Mày đặt mắt trước ta may đồ chặt hả? Ở đâu ra vậy? Bởi người ta nói á, mà con cô bác thấy không? Vợ chồng nó mà không chịu, mặc đồ á thì cũng mặc đồ giống nhau. Thấy không? Đó mà cãi tôi không à, cãi thầy núi đè. Tại vì ta xui thôi. Xui hả? Tại vì bây giờ chàng dứt khoát là chàng không ưng đúng không? Phải. Đố đâu? Đi trong đó nhiều lời thương mến. Ừ, thế nào? Mà đó đưa đến đây nhiều tiếng đắng cay. Sao? Được. Nếu như chàng đã đòi đánh thiếp manh giáp không còn. Phải. Thì chiếc này thiếp đánh cho má chàng nhìn chàng không ra luôn. Hả? Gan gì à? Được. Hãy giữ cho vậy Minh Gia. Kéo đầu thôi. Ở tổ. Ơ,
Toàn sơn chưa đập mà công